dạng kiếm ảnh duy tông, thanh phong phá trường không. Nghệ thường hoa gian vũ, khuynh thành mỹ vô song. Dạng kiếm ảnh duy tông, thanh phong phá trường không. Phàm âm hiểu cổ sát, phục ma độ chúng sinh. Song nhẫn vũ liên hoa, thuấn ảnh lục vạn sinh. Tụ vũ phong trục tuyết, sương ngưng bách trượng băng. Kiếm ảnh chấn bát hoang, khí trảm linh thiên can. Dạng kiếm ảnh duy tông, thanh phong phá trường khốc. Nghệ thường hoa gian vũ, khuynh thành mỹ vô song. Phàm âm hiểu cổ sát, phục ma độ chúng sinh. Dạng kiếm ảnh duy tông, thanh phong phá trường không. Ma giáo xâm nhập muốn giải cứu thú thần, nhất định phải ngăn cản chúng. Tặng con vũ khí này sẽ hỗ trợ đắc lực cho con. Thú thần phá phong ấn, bổn tọa truyền công cho con diệt thú thần. Thiên thư hữu linh, chỉ người được chọn mới biết tung tích nó. Thiên thư nhận chủ, muôn dân vui mừng, con chính là người được chọn. Tiên sủng nhận chủ, như hổ thêm cánh. Tiểu sủng xin theo thượng tiên. Linh Lung Hoa Tiên đang gặp nguy, khẩn cầu thượng tiên ra tay cứu mạng. Bổn linh nữ truyền cho ngài bí pháp, giúp ngài hàng phục yêu ma, đánh đầu thắng đó. Phía trước là sào huyệt của Hắc Thủy Huyền Xà, xin thượng tiên cẩn trọng. Kẻ chống lại thần thú đều phải chết. Ha!
âm dương bảo giám có uy lực cực mạnh, tuyệt đối không thể rơi vào tay ma giáo. Muốn đoạt tiểu quỷ và pháp bảo về thì phải bước qua ải của ta trước. Tiểu quỷ đã thuần phục giáo phái ta rồi, đừng hòng ngăn cản. Bần tăng truyền đại phạn pháp dụ cho ngài, giúp ngài song tu Phật đạo. Đánh thắng ta thì sẽ dẫn ngươi đi gặp bảo bối. Sẽ dẫn ngươi đi gặp bảo bối. Thuần phục được tiểu quỷ rồi, thượng tiên đúng là có bản lĩnh. Nguyện dân âm dương bảo giám, xin thượng tiên cứu tam vĩ linh hồn. Chúc mừng thượng tiên nhận bảo vật, thực lực tăng mạnh. Cứu tam vĩ linh hồ đâu dễ dàng như vậy. Phía trước là nơi phong ấn yêu hồ, mau đến cứu đi. Ngươi trúng kế rồi, mở được phong ấn chính là lúc ngươi vùi thân vào miệng cáo. Mùi vị của máu tươi thơm ngon.
ngon tuyệt hảo. Đường tu tiên cô đơn đằng đẵng, linh hồ bầu bạn cùng tiêu dao. Lần đầu, miễn phí nhận thưởng 3 ngày, lực chiến tăng vọt, tăng cấp cực nhanh. Chấp côn xa lánh trốn tiên ma, vì tình quanh quẩn cõi chính tà. Giáng thế trảm quần ma, thần uy sáng thế gian. Thiên uyên chu lăng tham sai ảnh, thận hải phù dân lạc dịch tung.